Đã bao giờ bạn tưởng tượng mình là người anh hùng của Giáng sinh chưa? Hôm nay Linh San Review sẽ đem đến một bộ phim hết sức thú vị nhân thể dịp Noel sắp đến. Không vòng vo nữa, bộ phim bắt đầu. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, có một cậu bé yêu tinh tên là Bernard. Bernard là một chuyên viên dọn chuồng tuần lộc chăm chỉ đi làm muộn. Hôm nay cậu lại ngủ trương bụng lên mà đồng hồ đã kêu cháy máy từ bao giờ. Người ta bảo nghèo hay xui, cậu bé sắp bắt được chuyến tàu thì lại đâm phải cột bên đường. Sau khi tỉnh lại, Bernard vẫn tươi vui cầm theo quả cầu tuyết cố gắng chạy tới Santec, một công ty công nghệ chuyên tìm những phát minh vĩ đại. Tiếc là cậu đã bị lỡ mất lượt giới thiệu phát minh của mình. Hội đồng thẩm định cũng không có ý định cho cậu thuyết trình, vì năm ngoái phát minh xóa ký ức của Bernard đã khiến họ mất hàng tháng để nhớ lại mình là ai. Năn nỉ mãi thì chủ tịch cho cậu một phút để trình bày. Bernard giới thiệu thiết bị nhìn lại ký ức, đồng thời cũng cần một tình nguyện viên thử nghiệm, cả lũ nghe thế trốn hết sau bàn, nghĩ lại tai nạn năm ngoái khiến họ sờn hết da vịt. Cuối cùng một cô nàng yếu ớt buộc phải xung phong, nhưng quả cầu thật kỳ diệu. Cô gái nhìn lại được hình ảnh mình năm xưa với đĩa bánh quy yêu thích của bà ngoại làm. Đó là những ký ức tuyệt vời, lúc này hội đồng thẩm định mới nhao nhao chạy ra xem. Cả lũ cùng tranh giành cái dù để trải nghiệm. Đến ông chủ tịch, hình ảnh hiện ra ông đang hào hứng bên cỗ xe khổng lồ với bộ máy điều khiển yêu thích. Ông dường như muốn giấu nó đi, liên tục đập đập chiếc máy để tắt. Song hơi xui lại bị nó làm cho giật tê tái, thế là Bernard bị phong sát khỏi công ty. Cậu tức mình ném quả cầu tuyết đi, rồi lủi thủi đi về. Cậu đến chỗ làm thường ngày một cách chán nản. Bernard có chế tạo một cái máy dịch tiếng động vật cho một chú tuần lộc, tiếc là Trình còn non nên chưa cho nó nói tiếng Anh được. Đang hốt cước thì ông già Noel đi vào, Santa nhìn chiếc máy thú vị rồi bắt đầu nói chuyện cùng con vật bởi ông có thể nói được hàng triệu ngôn ngữ trên thế giới. Bernard xúc động khi lần đầu phát minh của mình có thể giúp được ông già Noel. Santa tin tưởng cậu bé, dẫn cậu đến cỗ xe khổng lồ tham quan. Ông tiết lộ bí mật giúp chiếc xe có thể đi mọi nơi như thế, đó là nhờ quả cầu thời gian, thần kỳ nhưng cũng không kém nguy hiểm, một khi đã xét thì không thể thay đổi, chỉ có thể thêm vào. Người phát minh ra quả cầu này cũng là một chú yêu tinh sáng dạng, có nhiều nét tương đồng với Bernard. Cậu bé như được tiếp thêm năng lượng, phấn khởi dọn nốt phân tuần lộc. Bên ngoài đột nhiên có một con tàu bay khổng lồ cùng hàng chục trực thăng bay lượn trên bầu trời. Chúng bắt từng người dân một rồi lục lọi gì đó. Kẻ phản diện đã xuất hiện rồi đây, ra ngoài cốt truyện một chút. Paddington không biết vì lý do gì mà luôn cố gắng đi tìm vị trí của ông già Noel tại Bắc Cực. Người mẹ quyền lực bước vào, hắn liền chạy tới xu nịch bằng lời nói bay bướm, nhưng bà liền chửi hắn xối xả vì việc kinh doanh của công ty thì không lo. Lại đi lo tìm một ông già biết bay không có thật, để cho công ty lỗ liên tiếp hàng tháng. Cơ mà kệ lời mắng chửi, hôm nay hắn đã đáp xuống đúng vùng đất của ông già Noel, nhắm tìm cho ra bằng được bí mật của cỗ xe trượt tuyết. Bọn lính được sai đi tìm chiếc xe. Bernard lấp dưới thân của gã hai dâu mà run như cầy sấy. Một cô nhóc hiên ngang ra ném tuyết vào mặt Paddington. Lúc này Santa Claus đã bị tìm thấy, hắn đắc chí dẫn lão về căn cứ của mình. Bernard nhanh chóng chạy về chuồng để giấu cỗ xe, đám lính cũng đã tìm được đến đây. Cậu bé nảy ra ý tưởng dùng quả cầu thời gian quay về quá khứ để cảnh báo ông già Noel. Bọn lính phá cửa xông vào trong, lũ tuần lộc cùng tác chiến tấn công để Bernard có thời gian xoay sở. Quả cầu được kích hoạt thành công, nó tỏa ra ánh sáng bao trùm không gian trước khi đám lính tới bắt cậu. Bernard mở mắt ra, bọn người xấu đã biến mất, lũ tuần lộc còn đang ngủ. Cậu tới lay thử Brice dậy rồi kể chuyện tương lai. Con tuần lộc nghe vô lý quá ngán ngẩm chỉ muốn ngủ tiếp. Bernard dắt nó đến nhà của mình chứng minh Bernard quá khứ đang ngáy khò khò. Đến lúc này chú tuần lộc mới thực sự tin đại họa sắp diễn ra. Họ cùng nhau đi tìm ông già Noel để báo chuyện. Brice gạ nó vào quán pancake. Cậu leo lên chồng bánh cao ngất rồi báo cho mọi người về thảm họa sắp tới. Tất nhiên là chẳng ai tin cả. Quân an ninh còn cho rằng cậu bị điên nên gọi thêm người tới ứng cứu. Santa khi này bước vào quán bánh, Bernard vất vả đuổi theo để cảnh báo. Nhưng chưa kịp làm gì thì bị đội an ninh túm chặt lấy. Cô gái trước mặt cậu chính là người đã cứu cậu ở thời điểm đó. Bernard bị lôi về nhà giam, Brice chạy đuổi theo sau nghe chỉ dẫn. Cậu bị tra khảo bởi đám cảnh sát, cố gắng chứng minh là mình là người du hành từ tương lai. Đèn điện chợt tắt, chính là thời điểm mà Bernard đã làm giật ông chủ tịch công nghệ kia. Paddington bên này đột nhiên thấy một điểm sáng kỳ lạ, chúng nhìn thấy ngôi làng, nhưng mấy giây sau hình ảnh đã biến mất, trả lại quang cảnh vùng đất chỉ còn băng với tuyết. Điện đã có trở lại, họ bắt đầu thấy Bernard đúng. Nhưng lúc này cậu đã bỏ chạy rồi, cậu vô tình bước vào một căn phòng kỳ lạ. Nó liên kết với các đồ vật vô tri bên ngoài, may mắn thoát khỏi đám cảnh sát sau đuôi, chui được vào bên trong thang máy. Tình cờ là cậu lên đúng chỗ gần Santec, lúc này Bernard quá khứ đang bị bảo vệ tống cổ ra ngoài cửa. Cậu trốn ở một bên rồi nhận ra chính mình đã khiến bọn người xấu tìm được ngôi làng. Tàu của Paddington đã bay đến đúng tọa độ ánh sáng. Đám lính hoang mang vì ở đó chẳng có gì cả, nhưng hắn đã nhận ra được bí mật đằng sau. Cho thẳng con tàu lao xuống, khi đó nó xuyên qua một lớp màng bảo vệ. Trước mắt chính là ngôi làng huyền diệu mà ông già Noel sinh sống. Mục đích chính của gã chính là trông được quả cầu thời gian để giúp công ty giao nhận của mình quét sạch đối thủ. Như cảnh ban đầu, người dân hỗn loạn chạy trốn và Bernard nép sát tường. Bernard hiện tại lúc này trốn luôn vào trong nhà nô già Noel, nơi ông bị Paddington bắt giữ và tra khảo. Hắn tâm sự từng rất mê ông già Noel,
nhưng càng lớn dần, hắn càng nhìn thấu được lòng nhân hậu giả tạo khi ông cho đi những món quà vô bổ cùng với đống kẹo khiến bọn trẻ con bị sâu răng. Còn bản thân thì giữ lại những món đồ tốt nhất cho mình. Rồi hắn cũng không vòng vo nhiều mà hỏi thẳng luôn, làm thế nào mà ông đi vòng quanh thế giới chỉ trong một đêm. Paddington hàng năm đều viết thư cho Santa để hỏi câu kia, nhưng lại chỉ nhận được những món quà vô nghĩa. Hích ông già Noel thật kỳ bò mà. Nhưng không sao, cả năm nay Giáng sinh đã khác, hắn cho rằng mình sẽ lấy được bí kíp của cỗ xe sớm thôi và dịch vụ chuyển phát của gia đình sẽ trở thành dịch vụ chuyển phát nhanh nhất thế giới. Thấy bà mẹ gọi đến, Paddington chạy ra phòng khác để nghe máy. Bernard đang ngụy trang bên cạnh Santa, muốn thử quay về quá khứ tiếp để bản thân không đến San Tech nữa. Ông già Noel nhắc nhở cậu không thể thay đổi quá khứ đâu, cháu chỉ có thể thêm hành động vào thôi. Tên xấu xa quay lại phát hiện ra sự hiện diện của cậu bé, liền đuổi theo bắt. Cậu trốn vào trong kho quà cáp, lái luôn con xe đồ chơi rồi lao thẳng ra ngoài. Mải nhìn quá nên đâm luôn vào cột đường, chiếc cột đổ sập xuống, cậu đâm thẳng vào cái cửa chuồng tuần lộc. Ngay khi cậu bay đến chỗ bản thân đang cầm quả cầu tuyết thì lại bị mắc kẹt trên chùm đèn. Chùm ánh sáng phát ra bao trùm căn phòng, thế là thực tại xuất hiện đến ba Bernard. Cậu đến sớm hơn phiên bản kia để chôn quả cầu tuyết nhằm không cho bản thân cơ hội đi thuyết trình. Nhưng cụ già Noel đã bảo rồi, quá khứ không thể thay đổi được. Dù cậu có cố gắng như nào để cản lại thì phiên bản quá khứ vẫn cầm được nó chạy ra ngoài. Cậu lại chạy nhanh đến San Tech nhằm cản lại buổi trình bày. Vậy là ta biết lý do tàu chạy sớm hơn và cái cột đèn gây sự từ đâu mà có rồi đó. Bernard đang gắng sức chạy nhanh nhất tới công ty thì Bliss từ đâu ra chạy tới cản cậu lại. Thì ra chú Tuần Lộc bắt nhầm phiên bản, bắt đúng phiên bản mới nhất. Khi cậu tỉnh dậy thì khoảnh khắc mất điện đã trôi qua. Cậu buồn chán rồi tức giận đổ lỗi cho Bliss, đuổi nó về chuồng bằng được. Xui rủi hơn, Bernard bị quả cầu tuyết của chính mình chém trúng đầu. Lúc mở được mắt ra thì lại thấy bản thân đang trong phòng giam của bọn cảnh sát. Họ cũng tìm được quả cầu và cho rằng chính nó đã làm làng mất điện và từ đó dẫn đến mất lớp chắn ba chiều. Bernard bảo chúng mày đừng chỉ chăm chăm ngắm vào tao, thủ phạm chính là Neville Paddington ấy. Họ xem luôn các thông tin của tên này rồi nhận ra hắn thực sự có ý đồ xấu với cỗ xe ông già Noel. Bất ngờ hệ thống báo động lên còi, cảnh sát nhận được một đốm sáng đang lại gần. Đó chính là tàu của Paddington đang đi xuống. Cả đám sợ quá chạy rẽ đất, người trốn gầm bàn, người chạy đi tìm chỗ trú ẩn. Cô nàng đầu đỏ muốn ngăn chặn chuyện này, Bernard khi này đã thực sự kiệt sức và thấy vô vọng. Cô truyền năng lượng động lực, khuyên cậu đừng bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Cậu bé phấn khởi đi tìm kiếm thêm thông tin kẻ xấu. Qua đoạn phóng sự nhỏ, Bernard nhận ra hắn đã bị thất lạc cảm xúc Giáng sinh trong não. Cậu nhờ hội cảnh sát giúp đỡ sửa chữa thiết bị quả cầu này. Đó sẽ là vũ khí chấm dứt tất cả mọi chuyện. Sau đó cả đám cùng chạy đến chỗ xe trượt tuyết. Trên đường đi gặp một số khó khăn khi chạm mặt phải con người, nên cùng nấp tạm ở bức tường. Vì quân địch đông quá, họ quyết định sẽ vào bên trong nhờ nhảy xuống nóc nhà. Thấy một Bernard sắp bị phát hiện, tóc đỏ đã quay lại ném tuyết vào mặt thằng già, rồi bị đám lính bắt được. Yêu tinh này bắn sợi dây thẳng đến cửa chuồng tuần lộc, Bernard ngồi vào vòng hoa rồi đu xuống. Cây cột này đổ xuống đè chúng vào sợi dây. Các yêu tinh trên bờ phải níu giữ nó lại. Cậu bé cứu cờ rớt rồi thành công lăn đến chỗ chuồng. Quả cầu một lần nữa lại rơi lăn ra, cậu trốn tạm trong thùng để đến lấy, nhưng lúc này lại bị một tên lính đá phải ra chỗ khác. Street giúp cậu chặn lại chiếc xe và bảo vệ trước con người. Cậu chui vào lấy được quả cầu tuyết, chi tiết này đã cản lại được việc quay lại quá khứ. Đám lính nằm ngắc ngoài bên ngoài, Paddington đứng trước cửa nhìn vào. Bernard bị bắt lại, Street bị bắt kéo xe tuyết ra ngoài. Paddington ngồi trên cỗ xe vui mừng phấn khích, rồi tự luyến nghĩ đến cảnh bà mẹ sẽ tự hào rồi khóc lóc xúc động lắm. Hắn ngang nhiên cướp mũ của Santa đội lên và coi chiếc xe đã là của mình. Bernard lên tiếng nhận mình là người am hiểu chiếc xe nhất, hứa sẽ chỉ chỗ quả cầu thời gian cho hắn nếu ông già Noel được thả ra. Cậu múa may lời nói một lúc rồi nhấn nút. Bất ngờ là bên trong không phải quả cầu thời gian mà là quả cầu tuyết xanh. Chính là do Bernard đã hoán đổi trước khi bị bắt lại. Paddington tất nhiên là tin như thật, đeo cái máy lên. Ông được nhìn thấy mình hồi nhỏ ở căn nhà cũ, hồi bản thân đầy khao khát trái tim yêu thương và niềm tin mãnh liệt với ông già Noel. Hắn sững sờ suy nghĩ, Santa bên cạnh bắt đầu cất lên câu hát, rồi toàn thể yêu tinh xung quanh cũng hát phụ họa theo. Bức thư gửi Santa ngày đó ấy thế mà là do bà mẹ vứt xé, chứ không phải Santa bỏ rơi lời tâm sự của cậu. Bà mẹ cáu kỉnh khi này cũng đã đến. Dù đã thấy con trai thành công, nhưng bà vẫn chẳng hề có lời nói yêu thương tự hào nào, chỉ nói về lợi nhuận công ty và tiền bạc. Paddington thất vọng, cãi lại bà già nhem nhẻm luôn. Ông liền lên tiếng sẽ trả chiếc xe trở lại cho ông già Noel. Bà ta cáu bẩn lại chửi càm nhàm, Bernard lừa à dùng máy xóa ký ức. Ông cảm ơn cậu bé, rồi thả hết các yêu tinh tự do. Santa rủ Bernard cùng đi phát quà với mình, Bliss bất ngờ nói được tiếng Anh. Cỗ xe bay lượn phiêu du trên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.